Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói về tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 ở hai địa phương khác nhau. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các cơ sở y tế nhắc nhở các đội tiêm không được từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người dân vì mũi một tiêm ở địa phương khác. Chiều ngày 14 tháng 9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã yêu cầu các địa phương khắc phục hạn chế trong tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 qua giám sát thực tế điểm tiêm và phản ảnh của người dân. Có trường hợp một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người dân nếu mũi một tiêm ở địa phương khác. Ngoài ra, một số điểm tiêm có năng suất tiêm thấp do người dân ít đến tiêm. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các cơ sở y tế nhắc nhở các đội tiêm không được từ chối tiêm mũi 2 cho người dân vì mũi một tiêm ở địa phương khác. Đồng thời, duy trì các đội tiêm đã thành lập, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động. Sở sẽ điều các đội tiêm có số lượng người đến tiêm ít để tăng cường cho các điểm tiêm có người dân đến tiêm nhiều sở cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm, huy động lực lượng đảm bảo công suất 200 đến 250 mũi tiêm trên ngày, chỉ đạo các bộ phận mời đầy đủ người đến tiêm để đảm bảo tiến độ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.